bán lẻ Sony giá rẻ số 1 tại Hà Nội với giá trị từ 1.990.000 đồng. Xin chào các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với khung giờ quen thuộc 8 giờ tối các ngày trong tuần trong chương trình tin tức Mango. Và ngay sau đây thì hãy cùng nhau cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. PKV vừa tiếp tục tung ra video quảng cáo cho Bphone 2017 thực chất dùng chính giọng đồng rap của CEO Nguyễn Tử Quảng. Mới đây, PKV đã tiếp tục ra mắt video quảng cáo thứ hai cho Bphone 2017 trên truyền hình với một cách hoàn toàn mới. Thay vì những lời giới thiệu nhàm chán, PKV đã sử dụng những giai điệu hiện đại, tiết tấu nhanh, âm nhạc cuốn hút để gây ấn tượng cho người xem. Đặc biệt, đoạn video quảng cáo này còn sử dụng cả câu nói không thể tin nổi vô cùng nổi tiếng của CEO Nguyễn Tử Quảng. Hình ảnh đẹp, âm nhạc hay, truyền cảm hứng lại có cả giọng đọc rap của CEO Nguyễn Tử Quảng. Đoạn video quảng cáo mới của Bphone 2 đang trở thành hiện tượng mới của cộng đồng mạng. Cách đây vài ngày thì BKV còn quảng cáo cả Bphone Made in Việt Nam trên màn hình dài trong trận đấu giữa Stoke City và Leicester City thuộc giải bóng đá ngoại hạng Anh. Rõ ràng thì BKV đang đầu tư rất mạnh cho các chiến lược quảng cáo Bphone 2017 của mình. Dù mới ra mắt ở thị trường Việt Nam, thế nhưng Oppo F5 đã được nhiều người dùng nhanh chóng đặt hàng. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao chiếc smartphone này lại trở thành tâm điểm chú ý đến như vậy. Lý do thứ nhất để chiếc smartphone này trở thành tâm điểm khi vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam đó chính là màn hình tràn viền thời thượng. Oppo F5 được trang bị màn hình tràn viền với kích thước 6 inch Full HD Plus, tỷ lệ là 18:9 với hai cạnh viền thu gọn tối đa, mang tới trải nghiệm sử dụng tuyệt vời. Camera sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. AI là công nghệ được nhắc tới rất nhiều trong năm nay và Oppo đã ứng dụng nó vào camera 20MP của F5 để khẳng định vị thế top đầu của camera phone của mình. Cấu hình sáng giá trong phân khúc là lý do tiếp theo. Oppo F5 được trang bị vi xử lý 8 nhân mạnh mẽ, bộ nhớ RAM 4GB, ROM 32GB và pin dung lượng lớn là 3200mAh. Cấu hình này có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu thường ngày của người dùng như là lướt web, xem phim, chơi game và làm việc. Và cuối cùng đó chính là giá bán tầm trung, bạt ngàn quà tặng. Với giá bán chỉ từ 6.990.000 đồng, Oppo F5 đã tiếp tục tạo nên cơn sốt khi sở hữu quá nhiều tính năng cao cấp cùng với màn hình tràn viền tuyệt đẹp. Không chỉ vậy, Oppo còn dành tặng khách hàng đặt chiếc F5 trong thời gian từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11. Bộ quà bao gồm gói bảo hành 2 năm, bảo hành rơi vỡ màn hình 1 năm và chiếc loa Bluetooth đổi màu mà thuật. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mango TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!